Nhạc Phi đưa quân Nhạc Gia dũng cảm chống lại Kim quân, chiến thắng hàng loạt. Không ngờ dưới mưu kế của Tần Cối, của gian thần, Nhạc Gia quân bó tay rút trận. Trong trường hợp phải mai phục, trong quân đứt lương thực, triều đình gấp rút điều binh chi viện cho Nhạc quân. Nhưng tin xấu lại xảy ra trong quân đội. Hán Gia quân gây ra dịch bệnh, dịch tả, dẫn đến quân chi viện Hán Gia đến không kịp. Nhạc Gia quân gần như bị tiêu diệt hết. Nhạc Phi cũng bị đưa vào ngục giam, uất hận mà chết. Sau 40 năm, dưới sự cai trị của Tống Ninh, Tống Triệu, triều cục dần dần ổn định. Ninh Tống thương tiếc lòng trung thành và dũng cảm của Nhạc Võ, quyết định phục hồi. Tìm thấy hậu duệ của Nhạc Thị, ban thưởng trận tình tán. Tìm kiếm chứng cứ thông đồng với địch năm đó của Tần Cối, quyết tâm diệt trừ sạch sẽ những kẻ còn lại của đảng Tần. Đại tướng Hàn Trụ ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm vàng. Trong cung lại truyền ra tin tức trong cung có tham ô. Lên xe trước đi. Đa tạ. Làm gì có cái lý đó? Làm, chắc chắn phải làm. Đợi đã, Trần Đức Tú đâu? Báo. Hoàng thượng, Hán đại nhân cầu kiến. Lão thần tham kiến hoàng thượng. Nghị chính đến trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Hàn thừa tướng nặng lời rồi, ban ngồi. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, Chân đại nhân mấy ngày trước cáo bệnh, lúc này chắc là đang trên đường trở về quê. Hoàng thượng lẽ nào không biết hay sao? Cái tên Chân Đức Tú đó, hoàng thượng bớt giận. Lý đại nhân, Chân đại nhân cáo bệnh đã từng đến sử bộ. Vậy ngươi nói đi. Gia đình, lão gia các người đâu? Ở hậu đình. Mau đưa ta đi đi. Được. Hiền huynh mời. Hiền huynh xin mời. Đừng khách khí nha, tự nhiên. Khâu lão quỷ, cái tên nhát gan nhà ngươi, sao ngươi lại hồ đồ như vậy chứ? Không cần nhìn, đừng nhìn nữa. Có chuyện gì vậy? Nghe nói có người chết đó. Giải tán đi. Đại nhân, kiểm tra sao rồi? Từ từ thôi, cẩn thận một chút. Lão gia, lão gia, sao người lại bỏ thiếp mà đi chứ? Lão gia, phủ này sẽ ra chuyện gì vậy? Còn có chuyện này sao? Đi. Đi theo, đi theo.
Đi theo nhanh lên. Bắt lại. Từ từ đã. Chân đại nhân, đêm qua ở Khâu phủ xảy ra án mạng. Tri quyện Khâu Nhất Hành Khâu đại nhân trong phủ bạo phát mà chết. Vụ án hình sự lớn liên quan đến mệnh quan triều đình, huynh đệ không dám chậm trễ. Chết rồi. Chết rồi. Vẫn mong chân đại nhân đừng làm khó. Đi theo tại hạ đến tri quyện nha môn một chuyến. Khi xảy ra vụ án không có ai ở đó, duy nhất chỉ có một miếng ngọc bội tùy thân của Trần Đức Tuấn. Căn cứ theo lời của gia đình trong phủ nói, đêm đó ở bên ngoài nghe thấy tiếng của hai người tranh chấp. Hứa Nghiệp kiểm tra hiện trường, người chết Khâu Nhất Hành đã bị chết bởi vì bị đập bởi một vật nặng. Thời gian đầu tiên xảy ra vụ án là tiểu thiếp Kim Liên của tri huyện. Nghe nói lúc đó ngất đi, cái gì cũng không biết. Còn về động cơ giết người, đại nhân vẫn chưa điều tra ra. Hung thủ có lai lịch ra sao? Hồi bẩm đại nhân, là quan ở kinh vừa mới từ quan không lâu. Động cơ, theo như người người bàn luận, còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Chắc là đảng tham ô ở trong triều rồi. Biết được Khâu Nhất Hành xảy ra chuyện, nhanh chóng đến tiếp ứng. Tại hạ không dám phán đoán. Vậy đừng phán đoán nữa, kết án luôn đi. Kết án? Kẻ nào không được kết án? To gan. Kẻ nào dám xông vào phủ nha môn? Đề hình tổng ty kinh kỳ mới nhậm chức. Tống Từ mới nhậm chức sao? Có chuyện này sao? Đề hình nha môn Quảng Châu Tống Từ cho tổng ty kinh kỳ trước đây đề cử. Nếu như đại nhân không tin, có thể tấu lên triều đình. Có thư nhậm chức không? Thánh thượng vội vàng phái đi điều tra vụ án, công văn quỷ nhiệm sớm muộn cũng sẽ gửi xuống. Nếu đã vội vã thì tống đại nhân cả đường vất vả rồi. Mời ngồi. Thánh thượng cấp bách điều tra vụ án này, không dám làm lỡ việc. Đại nhân, chúng ta nói về vụ án trước đi. Cũng đúng. Như vậy đi. Bắt nghi phạm Trần Đức Tú nhốt vào nhà lao thẩm vấn. Vụ án này giao cho tống đại nhân điều tra. Thẩm bộ đầu, có tại hạ. Ngươi đến đón tiếp đi. Tại hạ nhận lệnh. Thẩm cấp quân bổ đầu của Nguyên Châu bái kiến đệ hình đại nhân. Vụ án này đi kiểm tra thi thể trước. Thẩm bộ đầu, buổi tối xảy ra vụ án, Khâu phủ có kẻ hiềm nghi nào vào phủ hay không? Bẩm đại nhân, đêm xảy ra vụ án của Khâu Nhất Hành, Khâu phủ đang mở yến tiệc. Trong phủ ngoài gia đình nô bộc bận rộn, không có người ngoài. Ngược lại, mời một đoàn kịch ở trong huyện đến để diễn tập trước. Chỉ là trước khi vụ án xảy ra đã sớm rời khỏi đó. Kỳ lạ, Khâu Nhất Hành bị phán tham ô lại còn có tâm trạng ở nhà chuẩn bị yến tiệc sao? Đại nhân, nói đến kẻ hiềm nghi thì bọn ta có bắt được một người. Bây giờ đang giam ở dịch quán. Đi xem trước đi. Không được rồi, cùng nhau lên. Thẩm bổ đầu,
Người phụ nữ đó sức mạnh kinh khủng, các huynh đệ đánh không lại. Một người phụ nữ mà không đối phó được sao? Còn ra thể thống gì nữa? Lên đi. Bốn cô nương là thần bổ sông Trì nổi tiếng của kinh thành. Dạ Bạch, mau đưa ta đi gặp sư phụ. Nếu không, Nữ hiệp tha mạng. Đại nhân cứu tiểu nhân, làm gì có lý đó. Tiểu Bạch, cái tên này không được gọi linh tinh. Tiểu Bạch, thực sự là muội sao? Đại từ ngốc. Tiểu Bạch, vậy mà lại gặp muội ở đây. Thám bố đầu, các vị đại nhân đắc tội rồi. Thật ngại quá, đây chính là sư muội của ta. Sư muội sao? Vậy Trần Đức Tú đâu? Sư phụ của bọn ta sao? Tiểu Bạch, chuyện cấp bách, lúc nào nhàn rỗi sẽ lại kể. Chúng ta đi kiểm tra thi thể đi. Đi. Vậy sư phụ, chúng ta vừa đi vừa nói. Nghĩa trang. Tiểu Bạch, ghi lại giúp ta. Người chết, nam, khoảng 69 tuổi. Thời gian tử vong. Hai hôm nay nhiệt độ hơi thấp, thi thể đã bắt đầu giảm độ ấm. Chắc là không quá 12 tiếng. Toàn thân không bị thương, nang thận có dị dạng, mắt không phản hẳm, trong miệng không có bất thường, tay chân co lại, không có dấu hiệu đau. Không đau. Không đau sao? Đúng là kỳ lạ đó. Dập hộp sọ, không trào dịch não, một ít máu trong búi tóc, tóc có dính một ít, da đầu không tổn hại. Nguyên nhân chết. Không phải trúng độc. Sư huynh. Tiểu Bạch, nói như vậy, đêm đó người tương cứu là muội sao? Đúng đó, sư phụ tự nhiên tự quan, không từ mà biệt. Sự tình chắc chắn có nghi vấn. Muội chúng nghĩ mấy hôm nay sẽ tìm huynh giúp, lại không muốn huynh xảy ra chuyện. Vậy muội làm gì mà phải bí mật, ngay cả chào hỏi cũng không? Không phải muội lo cho sư phụ sao? Muội vốn tưởng mấy ngày này có thể tìm được rồi. Gặp phải hai cái án, làm lỡ thời gian. Cũng không biết sư phụ bây giờ sao nữa. Tiểu Bạch, người nhà của sư phụ bây giờ đang ở Đại Lao Châu Phủ. Không có chuyện đâu. Ngày mai muội thăm sư phụ xong thì về đi. Ở đây huynh nói lung tung như vậy. Vì vậy muội mới ở lại đó. Chỉ dựa vào chó con mèo cào của huynh, ai có thể bảo vệ được huynh? Nói cũng đúng.
và Bạch Thần Bổ võ công cao cường thiên hạ vô song. Sư huynh, huynh chia ta một nửa bổng lộc của huynh, sau này sự an toàn của huynh ta lo cho. Cái gì? Không tốt lắm đâu, ta chưa từng được bao qua đó. Cái gì chứ? Ai cần một chút bổng lộc đó của huynh? Ta không thèm đâu. Cứu đi, cháy rồi, cháy rồi. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Mau dập lửa đi, dập lửa đi, nhanh lên. Bên này, dập lửa đi, lửa cháy to lắm. Sư phụ, sư phụ, nguy hiểm đó. Sư phụ, sư phụ, sư muội bình tĩnh đi. Sư phụ, đại nhân và Bạch cô nương chỉ còn lại chỗ này thôi. Chắc chắn là chân đức tú sao? Chắc chắn. Ở phòng giam của ông ấy đã tìm thấy. Sư phụ, thẩm bổ đầu chắc giả rồi. Nè tiểu Bạch, lấy nước, chiếu cõi. Gì lạ? Cái răng này bị thương rất nghiêm trọng. Vừa nhìn đã biết người này hay nha đồ thô. Mà sư phụ từ trước tới nay ăn thanh đạm, răng chắc chắn rất khỏe. Vậy thi thể này, trước khi còn sống mà gặp phải đả kích lớn hoặc bị thương, xương của con người sẽ bị tổn hại. Cái đầu này quá thực là của một ông lão, lúc còn sống bị người khác đánh, chân đầy vết tích. Sư phụ ta đã làm án nhiều năm, xương cốt chỗ nào cũng bị thương, nhưng thi thể này không có vết tích nào. Người này không phải là sư phụ. Là mùi cá.
Phu nhân. Đại nhân, dân nữ tham kiến đệ hình đại nhân. Tại hạ thấy phu nhân ở đây yên lặng ít lâu, trong lòng có tâm sự gì chăng? Đại nhân chê cười rồi. Dân nữ là người phương khác, từ nhỏ gia đình nghèo khó, 15 tuổi đã vào phủ làm nô. Bây giờ phu quân bạo bệnh mà mất, trong lòng cảm thấy rất buồn. Phu nhân cố nén đau thương. Chuyện của Khâu đại nhân ta vẫn còn có chỗ chưa hiểu, vẫn mong phu nhân giải đáp. Vâng. Căn cứ theo quản gia Khâu phủ nói, căn phòng mà Khâu đại nhân bị hại là phòng hợp khách thường dùng, cho dù hạ nhân trong phủ cũng rất ít qua đó. Nhưng đêm xảy ra vụ án, phu nhân lại là người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường. Không biết trễ như vậy rồi mà phu nhân lại tới căn phòng mà trước giờ chưa ai từng đi. Chỉ là chẳng qua lo lắng cho phu quân đến thăm mà thôi. Nghe trong phòng không có động tĩnh cho nên mới đi vào đó. Không giấu phu nhân, ta ở hiện trường phát hiện ra chết tích của kẻ thứ ba. Người đó vẫn nằm ở dưới gầm giường, nên lưu lại dấu chân. Phu nhân là người đầu tiên chạy tới, có phát hiện điều gì dị thường hay không? Hồi bẩm đại nhân, khi ta đến thì nhìn thấy phu quân đã chết, kinh sợ ngất đi, sau đó không biết gì nữa. Chuyện này nha hoàn gia đình trong nhà đều có thể làm chứng. Còn về dị thường đại nhân nói, dân nữ quả thật là không biết. Xin sứ giả yên tâm, chỉ cần đợi vào thôi. Chiến sự giành thắng lợi, chủ quân có lòng rồi. Đa tạ sứ giả. Hai mắt nhắm, miệng xanh đen, miệng có vết tích, có nước bọt từ miệng và ngực tràn ra. Hai tay yếu ớt, tay cái hai chân duỗi thẳng. Vết hằn trên cổ đã chuyển sang đen, kéo dài đến hai bên tay trái phải, chưa giao nhau. Tự sát. Tự sát. Không lẽ là Tuấn Tình? Tuấn Tình. Sư muội, làm phiền muội đi thông báo với Thẩm đại ca. Hoàng tẩu, hôm nay cá tươi lắm. Trường diễn về rồi sao? Cá to quá. Các người là ai? Đề hình quan Tống Tử. Đại nhân, tìm ta có chuyện gì? Châu Trường Diễn, đêm hôm xảy ra vụ án của Khâu Nhất Hành, người ở đâu? Đại nhân, tiểu nhân chỉ là người đánh cá, làm sao có thể xuất hiện ở tri phủ đại nhân? Ngài thật buồn cười. Hơn nữa, ngày thường tiểu nhân tuân thủ kỷ luật chỉ ở trong thôn đánh cá. Hầu như tất cả mọi người trong thôn này đều biết. Vì sao? Vậy hiện trường vụ án của Khâu Nhất Hành, dấu chân dưới gầm giường, ngươi giải thích sao đây? Đại nhân, ngài có ý gì chứ? Khâu phủ sạch sẽ, cái dấu chân xuất hiện dưới giường của Khâu Nhất Hành, dấu chân bùn không thể nào là của người trong phủ. Trong quyện khô nóng ít có mùa mưa, vết chân bùn này chỉ có thể là một người ở bên ngoài chạy khắp nơi đem vào. Đại nhân, trong quyện ngư phu nhiều như vậy,
Vậy không phải người nào cũng có hiểm nghi hay sao? Vậy sao? Cái hòn đá này ngươi nhìn có quen không? Những hòn đá này được tìm thấy trong phòng của Alin, rất ít gặp, đã được mài nhẵn, tuyệt đối không phải Phong Quyện sản xuất. Bên trên còn khắc gần Thái Châu là tên của một con sông. Có thể thu thập được những thứ này chỉ có thể là ngư dân thường xuyên đánh bắt cá ngoài biển thôi. Đại nhân, đây đều là do người suy đoán mà ra. Châu Trường Diễn, tổ lịch Thái Châu, tổ tiên ba đời làm ngư dân. 5 năm trước, Thi Tú Tài bị rớt bảng, đến Phong Quyện. Một thư sinh không đọc sách cho tốt, không ngại xa xôi đến cái thành nhỏ xa lạ này, chỉ vì đến gặp người trong mộng, người tình thanh mai trúc mã, Liễu Kim Liên. Châu Trường Diễn, ta nói có đúng không? Đại nhân có gì phân phó? Thẩm đại ca, làm phiền quân điều tra cho ta người đánh cá này đi. Một người đánh cá cùng quê với Liễu Kim Liên. Nói nhảm. Tiểu nhân là người khố rách áo ôm, sao dám vọng tưởng như vậy chứ? Những điều đại nhân nói, tiểu nhân không nhận. Châu Trường Diễn, Liễu Kim Liên chết rồi. Sao? Ta điều tra qua, tiểu thiếp của Tri Huyện cùng quê với ngươi, hai người tuổi cũng bằng nhau. Những viên đá kỳ lạ này được mài nhẵn bóng, dùng tâm để mài như vậy, không phải người tình làm cho thì là ai chứ? Tại hạ thấy phu nhân ở đây buồn rầu đã lâu, trong lòng có tâm sự sao? Dân nữ vốn chỉ là người thôn khác, từ nhỏ gia đình nghèo khó, 15 tuổi đã vào phủ làm nô. Đến bây giờ Khâu đại nhân đã chết, A Liên tiếp theo. Vậy còn ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? A Liên, nàng ấy thật sự có chuyện sao? Tự sát. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao? Vì để cứu ngươi. Lo lắng cái chết của Khâu Nhất Hành có liên quan đến ngươi, sợ ngươi bị bắt, cho nên nàng ta lấy cái chết để bảo vệ ngươi trong đêm xảy ra chuyện. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Châu Trường Diễn, việc tới nước này rồi, ngươi còn chưa nhận tội sao? Tiểu nhân không giết người. Không nhất hành đó đối xử với A Liên không tồi. Nếu như hắn chết rồi, không phải A Liên nhảy vào hố lửa hay sao? Nếu ngươi không phải là hung thủ, vậy đêm xảy ra vụ án ngươi có nhìn thấy không? Đêm đó đã hẹn A Liên gặp ở trong phòng. Khâu đại nhân, ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là đồ trên tay của ngươi là thứ ta cần. Cái gì chứ? Bằng chứng quốc sự. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi không biết ta đang nói cái gì. Tần quốc công, ngự sử lệnh. Im miệng đi. Khâu đại nhân, chủ tử nhà ta kêu ta tới lấy
Tráng sĩ đừng nhiều lời, mong là mau chóng rời đi đi. Hôm nay ta có khách quý tới phủ, thứ cho ta không bồi. Ngươi tưởng không giao ra ta sẽ không tìm thấy sao? Tần quốc công, ngự sử lệnh, người thần bí. Đêm đó ta chỉ nghe thấy một cuộc đối thoại, một già một trẻ. Không nhất hành đêm đó còn gặp người khác. Đại nhân, nên làm thế nào? Hiểu rồi chứ? Dạ hiểu, đã hiểu rồi. Thẩm đại ca, Tống sư huynh, đợi hai người lâu quá. Khâu phủ lại xảy ra chuyện rồi. Người của khâu phủ nói là có trộm vào. Ban ngày ban mặt, tên trộm nào lại chọn vào lúc này chứ? Phải rồi, hiện trường phạm tội quan trọng như vậy, không có ai canh gác sao? Bây giờ công tác canh gác đang chuẩn bị. Buổi chiều mỗi ngày đều đổi ca, có nửa tiếng nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ trưa, buổi trưa, cũng có nghĩa là chỉ mới xảy ra thôi. Người này chắc chắn là người quen thuộc ở trong phủ. Thẩm đại ca, lúc đó quân ở đâu? Đại nhân, ta cũng vừa từ Tân Dư về. Hôm qua Lưu đại nhân truyền ta gấp về phủ, nói Hứa Nghiệp ở huyện Tân Dư có vụ án khác cần phải xử lý, cần ta giúp đỡ. Cho nên ở đây. Đại nhân, tại hạ thất trách. Hứa Nghiệp sao? Không hay rồi. Sao vậy? Đi. Thẩm đại ca, lập tức phái người đi bắt Châu Trừng Chiến. Vụ án này chỉ có hắn là người duy nhất làm chứng, nhất định không thể để hắn xảy ra chuyện. Được, nhưng e rằng lệnh truy bắt cũng cần phải có sự đồng ý của đại nhân Châu Phủ, sau đó lấy được ấn của Đền Hình Ti. Không kịp đâu, như vậy đi. Chuyện bắt người, ngươi lập tức làm đi. Chuyện khác để ta lo. Vậy đại nhân, ta sẽ đến sau. Là người giết sao? Bắt lại đi. Rõ. Được rồi, đừng có nhìn nữa. Giải tán đi, giải tán đi. Tiểu Bạch, lục soát. Sư Quân, đây là y vật của sư phụ. Sư phụ quả nhiên chưa chết. Y vật của sư phụ sao lại ở đây? Ông ấy qua đây sao? Thẩm đại ca, bắt được người chưa? Chạy rồi. Người này võ công cao cường.
Đại nhân, Tri Quyện đại nhân có lời mời. Tống đại nhân, điều tra lâu như vậy rồi, vụ án đã triển khai ra sao? Hồi bẩm đại nhân, tại hạ điều tra ở hiện trường vụ án Khâu Nhất Hành, đêm đó có người hiềm nghi khác. Vụ án này còn có rất nhiều điểm kỳ quặc. Vậy chứng cứ đâu? Người chết Châu Trường Diễn, đêm đó ở hiện trường vụ án, có hắn làm chứng nghe thấy đêm đó. Đợi đã, người chết rồi. Tống đại nhân, người trước đây đã điều tra rõ, tại sao lại không thông báo chứ? Nên bắt người này về lấy khẩu cung. Bây giờ hắn chết rồi, chỉ dựa vào một câu nói, ngươi bảo ta làm sao có thể tin tưởng được chứ? Đại nhân, Châu Trường Diễn chết chính là hắn biết được những chuyện không nên biết, cho nên mới bị giết diệt khẩu. Có điều nguyên nhân cái chết chưa xác định, mà Trần Đức Tú gặp riêng Khâu Nhất Hành, thành lập động cơ tham ô, phân chia không công bằng, giết chết Khâu Nhất Hành. Sau đó đồng đảng sợ bị bại lộ nên chạy ra khỏi hiện trường, giết chết kẻ biết tin tức là Châu Trường Diễn. Chi Châu đại nhân, nguyên nhân cái chết của Tri Quyện Khâu Nhất Hành rất đáng nghi, không giống như bị thương bên ngoài mà chết. Hơn nữa người chết Châu Trường Diễn đó trước khi chết còn cho tại hạ lời thú tội, vụ án này chắc chắn không đơn giản đâu. Lời thú tội sao? Tống đại nhân, ngươi nói lời thú tội cho hắn ta. Được. Ngươi thực sự khiến người chết mở miệng nói ra hay sao? Người chết sao không thể mở miệng nói ra chứ? To gan, Tống Từ, ngươi ăn nói hàm hồ, không có sự cho phép của ta, ngụy tạo lệnh bắt, ngươi có biết tội hay không? Đại nhân, việc bắt người là chủ trương của tại hạ, không hề liên quan tới Tống đại nhân. Thẩm Cốc, ngươi im miệng cho ta. Hơn nữa không nói về vụ án, một tên đề hình quan Quảng Châu nhỏ bé mà cũng dám mạo danh tổng ty Kinh Kỳ nói lung tung về vụ án. Tống Từ, ngươi thật sự rất là to gan đó. Đại nhân, chuyện bắt người là chuyện khẩn cấp. Ta lấy đại ấn của đề hình Quảng Châu và thư bổ nhiệm của tống ty Kinh Kỳ làm vật dâm dự, mạo phạm chỗ nào chứ? Ta danh chính ngôn thuận làm việc ngay thẳng, thư bổ nhiệm cũng đã giao rồi. Thư bổ nhiệm sao? Thư bổ nhiệm của ngươi ngay cả đại ấn Kinh Kỳ cũng không có, chỉ dựa vào công văn như vậy mà còn dám mạo danh tổng ty Kinh Kỳ. Hơn nữa, tội phạm Trần Đức Tú có quan hệ sư đồ với ngươi, ngươi bảo bổn quan tin tưởng sao đây? Một tên hình quan nhỏ bé như ngươi. Người đâu? Có. Bắt hắn lại. Cẩu quan, to gan, người dám tạo phản sao? Tiểu Bạch, dừng tay. Sư huynh, ta đưa huynh đi. Ai dám ngăn cản ta? Tiểu Bạch, chuyện này không liên quan tới muội đâu. Đừng kích động mà. Đừng kích động, phải đó, đừng kích động. Đại nhân, Tống Từ cũng có lòng tốt ra án, hơn nữa chuyện này vốn chỉ chưa rõ ràng, mong đại nhân minh giám. Người, các người nhốt lại trước đi rồi nói. Từ từ đã. Tiểu Bạch, quên đi đâu? Ta đi đó. Tiểu Bạch, đồ chân ngắn, nhanh lên đi. Đại Từ ngốc, quên đợi ta với. Ta cũng muốn đi chơi. Tiểu quỷ, ngày tháng còn dài, sau này có thể gặp lại Tiểu Bạch hay không? Có, nhất định sẽ gặp lại. Tiểu Bạch,
Thật ra muội không cần, sư huynh. Khi còn nhỏ không thể nắm được tay của huynh, bây giờ có cơ hội rồi, sao muội lại từ bỏ được chứ? Tiểu Bạch, năm đó từ biệt, bây giờ mới gặp. Thật ra những năm nay sư huynh vẫn luôn nhớ muội. Vậy sao? Tại sao nhiều năm như vậy rồi huynh không đến tìm ta? Có những chuyện một khi quen rồi sẽ không muốn thay đổi. Hơn nữa cách xa nhau như vậy, giống như sư phụ đã nói, thời gian còn dài. Muội còn nhớ đại tướng ngốc vẫn thường bắt nạt ta. Không ngờ công văn này không thể đưa ta tới thành Lâm An, mà lại đưa ta vào trong ngục tù. Ta đã nói với Thẩm Bổ Đầu rồi, hắn sẽ giúp muội ra ngoài thôi. Vậy còn huynh, đừng lo cho ta. Sau khi muội ra phải về kinh ngay lập tức. Vụ án này cần có người tiếp tục điều tra. Bạch cô nương, cô có thể ra rồi. Đi đi. Sư huynh, ngoài vụ án ra huynh còn có gì muốn nói với ta không? Tống Tự đúng là đồ ngốc. Thẩm đại ca và Bạch cô nương, huynh làm sao vậy? Tự ý thả trọng phạm là trọng tội đó, cẩu quan sẽ không tha cho huynh đâu. Hay là huynh, được rồi. Và Bạch cô nương, chuyện đã tới nước này cứu người quan trọng. Hơn nữa nếu ta đi rồi, có đảm bảo tri quyền đại nhân sẽ không hãm hại Tống sư huynh? Được rồi, lên đi. Nhưng Thẩm đại ca và Bạch cô nương, bảo trọng. Viên Châu phủ bổ đầu Thẩm Cúc Quân mạo danh lệnh quan làm việc tắc trách, lại tự ý thả phạm nhân tội không thể tha, niệm tình có công lao miễn tội ngồi nhà lao, tước đi chức quan bổ đầu. Nhìn đi, không biết là ai nữa. Phải đó, là một nữ tử sao? Đúng là nguy hiểm thiệt đó. Không biết vì tội gì nữa. Trên đó viết gì vậy? Đại nhân, nè. Tống đại nhân, bây giờ ngài có thể ra ngục được rồi. Đại ấn nhậm chức đã được triều đình bổ sung rồi.
Sư huynh, sư muội, sư muội lại trở nên dịu dàng vậy? Sao chứ, huynh không thích sao? Không, chỉ là cái chuyện sắt của muội đâu? Có phải là muội thiếu nó thì hết quy lực hay không? Đương nhiên không phải rồi, chỉ là không ngờ sư muội có bản lĩnh như vậy. Chẳng qua muội đem cáo trạng của huynh đưa cho nha môn Kinh Kỳ vậy sao? Triều đình làm gì từ lúc nào mà hiệu quả vậy chứ? Ngốc thì cũng có ngốc của phúc. Đi thôi. Đi đâu? Tiếp tục điều tra. Thẩm đại ca. 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 Bạch cô nương, Tống đại nhân, hai người. Các người. Tống sư huynh, người không sao chứ? Sao vậy? Tên hung thủ kia vừa mới qua đây, ngay cả bổ khoái của châu phủ cũng dám hành thích sao? Sư huynh, Thẩm đại ca chỉ giúp chúng ta đã bị cách chức rồi. Vì cứu bằng hữu, bỏ ra chút sức thôi. Chuyện nhỏ này có tính là gì? Hơn nữa ta, ta không có sao hết. Thẩm đại ca, ta sẽ nhất định giúp huynh rửa nỗi uất ức này, đòi lại công bằng. Thẩm đại ca, vết thương của huynh, hộp thuốc huynh để đâu? Ta sẽ giúp huynh lấy. Ở trong phòng đó. Nam nữ thủ bất thân, không làm phiền dạ bạch cô nương. Không sao, ta không sợ. Huynh sợ cái gì chứ? Nào, nhà lao châu phủ làm khó huynh rồi. Thẩm đại ca, phi bạch thể ở trong tấm này giống như có hồn gì đó. Xem ra Tống sư huynh là người am hiểu rồi. Không dám, không dám. Đại tự ngốc lúc nhỏ rất thích vẽ tranh, nghiên cứu hoa cỏ. Thẩm đại ca, vụ án bây giờ sao rồi? Châu phủ đã sai người dán lệnh truy nã rồi. Nhận định là do đồng đảng của Chân Đức Tú làm. Bây giờ người có thể điều tra cũng điều tra hết rồi. Chết rồi cũng có thể tra ra. Châu Trường Diễn, sao rồi? Rất kỳ lạ đó. Bên ngoài người chết có rất nhiều vết thương, chắc là do hung thủ dùng dao sắc gây ra. Nhưng đây đều không phải là phát chí mạng. Phát chí mạng chắc là phát kiếm vào ngực. Theo kinh nghiệm trước đây, phát kiếm này chắc chắn là phát chí mạng rồi. Nhưng lại không phải.
Tại sao? Nhát kiếm này chắc chắn là do sau khi chết mới có. Mặc dù cơ bị đâm nhưng không hề co lại. Máu mặc dù đã chảy nhưng đều dính trên quần áo. Mà nếu như kiếm đâm vào ngực, vậy tại sao trên quần áo lại có nhiều vết máu như vậy chứ? Tất nhiên là bị bắn ra, quần áo cũng sẽ có ít máu. Vậy thì hắn tại sao lại chết? Thẩm đại ca, sau khi ta vào ngục, có người động vào thi thể này không? Thi thể được đưa tới chỗ khám nghiệm tử thi do Hứa Nghiệp kiểm tra. Hứa Nghiệp? Trước đây Quân từng nhắc chị Hứa Nghiệp với ta. Trước đây ở khâu phủ yêu cầu Hứa Nghiệp cùng Quân phá án là cùng một người. Hơn nữa báo cáo kiểm tra thi thể của Khâu Nhất Hành có phải cùng một người làm không? Chính là hắn. Ai? Hứa Nghiệp, Châu Phủ, Dương Mạn. Không biết địa hình đại nhân giá đáo, tiểu nhân không nghênh đón từ xa. Dương Mãn, nhà ngươi thật là quý khí. Không ngờ một Hứa Nghiệp nhỏ nho như ngươi lại có gia nghiệp như vậy. Đại nhân, đại nhân nói vậy là sao chứ? Ta nói vậy là sao sao? Trong động ngươi tự biết đi chứ. Ta hỏi ngươi, Khâu Nhất Hành tri huyện, Châu Trường Diễn kia báo cáo thì do ngươi làm sao? Dạ phải, là tại hạ làm. Ngươi có biết tội chưa? Đại nhân, tiểu nhân có tội ở đâu chứ? Được rồi, xem ra ngươi vẫn không dám nói. Tiểu Bạch, nói. Nữ hiệp, tha mạng. Nữ hiệp xin tha mạng. Tiểu nhân bị quan. Tiểu nhân thực sự là bị quan. Quan sao? Là ai quan? Nguyên nhân cái chết của Khâu Nhất Hành, Châu Trường Diễn đều là do ngươi phán đoán. Hứa Nghiệp, Dương Mãn, ngươi có biết nhiệm trạng của ngươi hại chết bao nhiêu người hay không? Đại nhân, Tiểu nhân cũng chỉ nghe theo lệnh để làm mà thôi. Nghe lệnh sao? Nghe lệnh của ai? Đại nhân, thật ra tiểu nhân... Không phải hắn bị dọa chết rồi chứ? Phát đen rồi. Sư Quynh, rượu này không thể nào có vấn đề. Lẽ nào là độc tính chậm? Thẩm đại ca, Quân đến rồi. Hứa Nghiệp sao rồi? Hứa Nghiệp, Dương Mãn, ta cũng có quen biết. Con người nhát gan cẩn trọng, tham ô nho nhỏ thì dám làm. Còn giết người phóng quả, y tuyệt đối không làm đâu. Hiện trường vụ án của Hứa Nghiệp tự nhiên phát độc mà chết, manh mối lại đứt rồi. Thật đáng tiếc. Vụ án này chắc Tống đại nhân điều tra đến bây giờ cũng đã hiểu, là người bên trên không muốn cho điều tra.
Thôi bỏ đi, ta cũng không có ở đây. Ở lại cũng không giúp được gì hết. Thẩm đại ca muốn đi sao? Thẩm đại ca, chuyện triều đình tham ô sẽ mãi không kết thúc. Hoàng thượng có lòng với triều chính, lại bị khắp nơi chế áp. Lực chủ phạt kim vì tra ra tham ô quân lương, đại chiến khó tránh. Chỉ là khổ cho bách tính. Chuyện của triều đình không phải là việc mà một võ phu như ta có thể quản được. Ta chỉ hy vọng Tống Siêu Quynh có thể nhanh chóng điều tra. Thẩm đại ca sau này có dự định gì? Làm bạn với núi rừng, tự do tự tại. Nếu người khác, Tống Siêu Quynh có chỗ nào cần ta giúp, Thẩm mộ chắc chắn sẽ tới giúp đỡ ngay. Được rồi, chỉ cần Tống Từ ta còn một ngày làm quan, tuyệt đối không thể bất kỳ vụ án quan nào xảy ra đâu. Cẩn thận điều tra, trả lại công bằng cho thiên hạ bách tính. Dương tướng quân đi đường vất vả rồi. Không biết thừa tướng đại nhân bây giờ ở đâu? Lưu đại nhân, vụ án ở Diên Châu làm cho thật ổn thỏa. Tại hạ biết tội. Có điều trong vụ án này có nhiều nghi vấn. Vụ án này cần phải có sự có mặt của thừa tướng đại nhân. Dương tướng quân, ngài xem. Được rồi. Lưu Kính Chi, khâm sai đại nhân có lời mời. Mời. Tiểu Bạch, đại tướng ngốc, ta có chuyện quan trọng cần làm, tạm thời tạm biệt nha. Đúng rồi, huynh tuyệt đối không được xảy ra chuyện đó. Đi hết rồi. Người đã cứu rồi, con làm loạn cũng đủ rồi đó. Nhưng vụ án ở Phong Quyện, sư phụ ông ấy, chuyện vụ án con không cần phải quan tâm đâu. Cha, con cầu xin cha đó, cha giúp cho Tống Từ đi. Giúp hắn, ta còn chưa giúp nhiều sao? Lừa sư phụ mình tới Quyện phủ, hãm hại ông ấy giết người tham ô. Để ngăn cản ta điều tra án, giết từng người một. Nếu như tất cả điều này là do chỉ thị của Lưu Tri Quyện, vậy hắn sao lại nhắm vào sư phụ chứ? Rõ ràng có thể cho một cái chết không có chứng cứ. Vậy thì rốt cuộc động cơ của hắn là gì? Ai? Sử ký quân võ mục. Sử ký quân võ mục sao? Đại nhân phân phó không được giữ lại hắn. Chuyện này tại sao gì? Tại sao? Ngươi dám hỏi tại sao sao?
Không dám. Bỏ đi. Chuyện này cứ để ta làm. Tống Từ đã đến. Các hạ ra gặp mặt đi. Là ngươi. Đề hình đại nhân đến. Tri quyền đại nhân đặc biệt cho gọi Tống Từ. Tống Từ biết ơn vô hạn. Tống đại nhân quá lời rồi. Hiểu lầm. Chỉ là hiểu lầm thôi. Không biết Tống đại nhân vì giá tới đây là có chuyện gì không? Điều tra án. Vụ án này hung thủ đang được truy nã. Hơn nữa triều đình cũng phái Khâm Sai đại nhân phái người tiếp tay. Không làm phiền Tống Từ đại nhân nữa. Đại nhân, ta không phải điều tra vụ án này đâu, mà là vụ án cũ 40 năm về trước. Lời của Tống đại nhân là sao chứ? Một số chứng cứ của vụ án cũ đều ở trong phủ của người. Người là có ý gì? Đại nhân, quân lương, Quan đường. 40 năm trước, Hàn gia quân gặp nạn. Triều đình gấp gáp đem 30 vạn ngân lượng và đại chiến Tống Kim lần đó và số tiền bị Khâu Nhất Hành tham ô. Những thứ này đều không phải ý của tri quyền đại nhân hay sao? Người ăn nói hàm hồ. Người đâu? Mau bắt lấy hắn. Ai dám? Khâm Sai đại nhân đến. Đại nhân. Được, các người tiếp tục đi. Chuyện tham ô lần này, Khâu Nhất Hành, Lưu Tri Quyện là người cùng một ruột. Chân Đức Tú là bị hãm hại. Bị hãm hại là hung thủ giết người và tham ô. Tên tiểu tử ngươi đúng là ăn nói hàm hồ. Ngươi có chứng cứ hay không?
tội phạm Trần Đức Tú từ quan, gặp riêng Khâu Nhất Hành. Những chứng cứ này đều chứng minh hắn là hung thủ. Người giáo bị như vậy thì có ý gì chứ? Được. Chi Châu đại nhân, nếu như người không thừa nhận tham ô, vậy người nói với ta, 40 năm về trước, Hàn gia quân bị phát dịch trong quân đội, rốt cuộc là chuyện gì? Người nói nhảm gì vậy? Quyển sử ký quân võ mục này là năm đó tướng quân võ mục tự tay đề bút. Bên trong ghi lại những gì có liên quan đến Nhạc Gia Quân, ghi lại 135 trận chiến dịch. Năm đó, Hàn Gia Quân phát bệnh dịch, quân cứu viện Nhạc Quân đến không kịp, dẫn đến Nhạc Gia Quân bị chết thảm vì thiếu lương thực. Hơn nữa quân ác làm những chuyện này, nhân cơ hội bệnh dịch mà ăn bớt, ăn cắp. Sách sử có ghi, bệnh dịch năm đó căn bản vẫn chưa nguy cấp. Mà quân báo quan lại nói, để triều đình lấy ra 30 vạn lượng tiền thuốc lương thực. Năm đó, ông và Khâu Nhất Hành đều là quân của Hàn Gia Quân. Vậy người giả quân báo chính là Khâu Nhất Hành. Mà người phụ trách điều tra dịch bệnh, quân y chủ sự là Lưu Kính Chi quân bộ Lưu đại nhân đây. Người ăn nói hàm hồ. Hai người liên thủ diễn đoạn kịch này, tham ô 30 vạn lượng của triều đình. Trong sách sử này đều có ghi lại hết. Khâm Sai đại nhân, mời Minh Giám. Đại nhân, nói tiếp đi. Lưu Kính Chi, ông đúng là quá tham lam. 40 năm sau, trận chiến Tống Kim, Diên Châu làm cung ứng lương thực. Ngươi và Khâu Nhất Hành liên thủ tham ô lương thực lớn ở trận chiến này. Đề hình tổng ty kinh kỳ tiền nhiệm Trần Đức Tú điều tra được tin tức, cho nên ngươi bán đứng Khâu Nhất Hành để hắn chịu tội thay ngươi, lại lấy Trần Đức Tú ghép vào tội tham ô giết người, sau đó phóng hỏa giết người, chu quan giá quả. Ngươi có biết tội hay không? Ngươi im đi. Đại nhân, đừng nghe hắn nói nhảm. Hạ quan quan uổng lắm. Tiểu thiếp của tri huyện chết đi chỉ là ngoài ý muốn, lại đưa cho ta manh mối khác. Vậy chính là Châu Trường Diễn. Ngươi chỉ không để ta tiếp tục tra án, cố ý làm hư hiện trường vụ án của Khâu Nhất Hành, mưu hại Châu Trường Diễn, sau đó lại mua chuộc Hứa Nghiệp Dương Mãn, làm báo cáo giả nghiệm giá quả cho người khác. Những cái này là thật? Không, không biết ngươi đang nói cái gì. Bảo vệ thừa tướng, rõ. Trần Tình Tán, Nhạc Gia Quân, Thánh Thượng Hạ Chỉ, chỉ cần Trần Tình Tán xuất hiện, ắt có quan tình. Các vị đại nhân, mời nghe tống từ Trần Tình. Tống từ, tất cả những gì ngươi biết, ngươi nói ra hết đi. Trước mặt Trần Tình Tán, chỉ có thể nghe, không thể cãi. Tri quyền đại nhân, ngươi không ngờ rằng người mà ngươi muốn giá quả lại là hộ nhân của Nhạc gia cầm chiếu mệnh của hoàng đế. Quả nhiên là ngươi. Ngươi không phải hung thủ giết Trường Diễn. Không sai. Hiện trường vụ án của Khâu Nhất Hành, cuộc đối thoại mà Châu Trường Diễn nghe được có phải ngươi không? Là ta. Vậy cái chết của Khâu Nhất Hành có liên quan tới ngươi không? Không. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở hiện trường? Ta muốn lấy một thứ thôi. Khâu Nhất Hành đưa thứ đó cho Trần Đức Tú. Nói như vậy, đêm đó sư phụ lấy thứ đó, sau đó rồi đi, không có giết người. Vậy vết thương trên người của người chết, sư phụ ta, ngươi đoán không sai. Sư phụ của người vẫn chưa chết. Hôm đó cháy lớn, có người đem Trần Đức Tú chuyển ra ngoài. Ta cũng đã đi theo tới tri phủ, nhưng có điều tra được tung tích của sư phụ ta không? Ta vẫn luôn mai phục ở Tri Châu Phủ điều tra.
Cho đến một ngày, chuyện sau này ngươi đều biết rồi. Vậy người kia không phải sư phụ của ta, mà muốn lay chuyển sự chú ý của ta, muốn ta điều tra ngươi. Vậy tại sao ở hiện trường ngươi không giải thích? Ta chỉ tin người ta tin. Vậy sao ngươi lại phải giúp ta? Còn nữa, quyển sách này từ đâu mà ngươi có? Tần Quốc Công, Ngự Sử Lệnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại muốn tìm cái gì chứ? Sư phụ ta rốt cuộc có giết người không? Nhạc Sùng có thể làm chứng. Còn về món đồ mà hắn muốn tìm, sư huynh, ở trong tri quyện tìm thấy sư phụ rồi. Sư phụ. Tiểu Bạch, chăm sóc sư phụ cho tốt. Ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Trước đây ta nghĩ mãi không hiểu, Lưu Tri Quyện giết người phóng hỏa, nếu chỉ vì ngăn cản ta, là một tên hình ti tra án mới đến, tại sao lại lấy chân Đức Tú đẩy vào hố lửa chứ? Để lại người sống. Sao lại như vậy? Sau này ta đã hiểu rồi. Thực ra Lưu Tri Quyện chỉ là một con cờ thôi. Hung thủ thực sự đằng sau lại là một người khác. Mục đích là có món đồ trong tay của sư phụ. Thẩm Bổ Quân, Thẩm Bổ Đầu, ta nói có đúng không? Thẩm đại ca, không phải hôm đó đã đi rồi sao? Đừng có nói bừa, Tống đại nhân. Khi ngươi biết ta ngoài ý muốn điều tra Châu Trường Diễn, mà tri quyền đại nhân lại bị Nhạc Sùng giám sát, cho nên ngươi cùng Lưu Tri Quyện bàn kế, lợi dụng y phục của sư phụ ta, ngụy tạo một màn kịch hay để qua mặt mọi người. Tri Châu đại nhân, ngươi đã bị theo dõi rồi. Mong sứ giả ám thị một tiểu quỷ hành tung bí mật, đi lại tự do ở trong phủ của ngươi, ngươi lại không hề phát giác. Chuyện này, cái cây này đúng là không thể mọc ra nhánh khác. Hay là như vậy, ta sắp xếp. Đa tạ sứ giả. Sau này, thư bổ nhiệm của ta xảy ra vấn đề, trực tiếp bị đẩy vào nhà lao, bị định tội chết. Chắc là do Thẩm đại nhân sắp xếp trước, lợi dụng ta xong, đẩy ta vào địa lao. Đáng tiếc, còn có một chỗ không ngờ tới. Không sai, đó chính là Tiểu Bạch. Lẽ nào hắn biết rồi? Ngươi không ngờ có sự giúp đỡ của Tiểu Bạch, ta có thể sớm ra như vậy sao? Mà vì chuyện này cũng trực tiếp khiến ngươi quyết định bán đứng tri quyền đại nhân, giết chết Hứa Nghiệp.
Vì không để ta nghi ngờ ngươi, ngươi thiết kế vụ án tự mình từ chức, thậm chí còn ngụy tạo hiện tượng bị thích khách. Mà tất cả những cái này đều là để sự chú ý của ta vào Tri Huyện đại nhân. Ngươi điều tra được cái gì? Nguyên nhân cái chết thực sự, Khâu Nhất Hành chí tử, Châu Trường Diễn bị đau xuyên tâm, Dương Mãn trúng độc mà chết, ba cái chết này chỉ là một biểu tượng. Nguyên nhân chết thực sự của bọn họ chỉ có một, đó chính là độc ở trong rượu. Mà hung thủ giết ba người này chính là ngươi. Cái gì? Đại nhân, ta chỉ là một bổ khoái nhỏ bé, không có bản lĩnh vậy đâu. Ngươi chỉ là một bổ khoái thôi sao, Thẩm đại ca? À không, ta phải gọi ngươi là Thẩm Cốc đại ca. Cái gì? Sư phụ, Thẩm Cốc, nếu như không phải ở nhà ngươi phát hiện ra một số manh mối, e là ta cũng không nghi ngờ thân phận của ngươi. Phi bạch thể ở trong bức tranh này giống như có thần vậy. Tên đại tử ngốc bình thường cũng thích vẽ mà, vẽ cây vẽ lá. Hôm đó chỉ nhắc tới sở thích của ta là vẽ hoa vẽ lá. Ngươi cố tình di chuyển sự chú ý của bọn ta là bởi vì ngươi sợ một người trong nghề sẽ hiểu, sẽ nhìn ra một số vấn đề trong đó. Những loại hoa đó đều không được trồng ở Đại Tống, hơn nữa là sản phẩm mới được nuôi dưỡng. Ta lúc đó không để ý, tưởng rằng Thẩm Cốc chỉ là một cái tên. Sau này ta hoài nghi hành vi của ngươi, liền đi điều tra tên của ngươi. Thẩm Cốc, không sai đại nhân, ngài kiến thức sâu rộng, chắc là đã từng nghe cái danh này rồi phải không? Thẩm Cốc chính là một biệt danh, hơn nữa còn là một nhóm rất nhỏ trong Kim Quốc nữ chân thị, người kỳ tộc hiểu y pháp, đặc biệt là tinh thông về các loại đá cỏ. Không sai, Thẩm Cốc đại nhân, ta nghĩ thân phận bổ khoái này chỉ là ngụy tạo thôi. Thân phận thực sự của ngươi chắc chắn là y pháp đại sư Kim Quốc. Mà những chậu cây ở trong nhà của ngươi đều là giống mới được lấy từ Kim Quốc. Hơn nữa, hoa cỏ giết người chắc chắn ở trong đó. Đặc sắc lắm Tống Từ. Vậy ngươi nói thử xem, y pháp đại sư Kim Quốc làm sao để có thể giết người đi? Hiện trường cái chết của Khâu Nhất Hành và Hứa Nghiệp chỉ có hai điểm giống nhau. Thứ nhất, hai vụ án đều có rượu. Thứ hai, hiện trường vụ án đều có vết tích hương. Bọn họ đều từng uống rượu, rượu không có độc. Nhưng lưu hương này không đúng, bởi vì bên trong trộn thị diệp thảo, không màu, không mùi, rất khó phát hiện. Thị diệp thảo này vốn chỉ không có độc, nhưng nếu như kết hợp với rượu đi vào cơ thể sẽ sản sinh ra kịch độc. Đi vào cơ thể, chỉ cần người bị hại uống rượu, chắc chắn sẽ chết. Còn về tại sao nói đột tử, bởi vì khi rượu ở trong người phát tác ra, độc tính sẽ biến mất, trên thi thể sẽ không có hiện tượng trúng độc. Cho nên đây là nguyên nhân từng người vô duyên vô cớ chết đi, mà cái chết của họ không nói nguyên do. Sư huynh, theo như huynh nói, hiện trường vụ án của Khâu Nhất Hành, sư phụ cũng uống rượu ngửi hương, tại sao người lại không sao? Chờ đã, có phải là do cái này? Tối đó, ta từ Khâu phủ về, phát hiện ngọc bội trong người bị mất đi, trên người lại nhiều hơn một gói thuốc. Đêm đó, trên đường về, gặp phải một tên hát kịch kia,
Chắc là ngươi đúng không? Ngươi lấy thân phận hát kịch vào phủ, chỉ cần đổi hương ở lương hương, gia đình nha hoàn ở trong phòng đốt hương chuẩn bị cơm rượu, trong vô tình giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi xảy ra vụ án, ngươi dùng thân phận bổ khoái tiến hành giá quạ, cầm đi lưu hương quan trọng. Tính kế tỉ mỉ như vậy, chắc chắn là có âm mưu từ trước. Không sai. Tối hôm đó, lúc ta đi vào trong khâu phủ, đã bị coi là hung thủ rồi. Vậy còn Châu Trường Diễn? Châu Trường Diễn là do người đánh ngất, ép hắn uống rượu, sau đó dùng đao tạo vết thương, mà Hứa Nghiệp ở trên người hắn động tay động chân, tạo thành hiện tượng xuyên tâm giả. Tống đại nhân, đừng quên, trước khi Hứa Nghiệp chết, lúc đó ta ở cùng với các ngươi. Cái này thì giải thích sao đây? Ngươi trước đây từng nói với ta là có giao tình với hắn. Quên rồi sao? Hứa Nghiệp Dương Mãn ta cũng có quen biết, cho nên ta đoán hành vi thói quen hàng ngày của hắn ngươi cũng rất hiểu rõ. Ví dụ hắn ở trong thời gian nhất định, một bên uống gì đó, một bên chép kinh. Ngươi chỉ cần trước khoảng thời gian này hoàn thành bố trí, căn bản không cần xuất hiện ở hiện trường. Vụ án hôm đó không phải ta và Tiểu Bạch vừa hay đến hiện trường, nhìn thấy trạng thái của Hứa Nghiệp, kịp thời kiểm tra độc tố trên cơ thể của Hứa Nghiệp. Nếu không, qua một lúc rượu trong người hắn phát tác, thì thực sự không còn manh mối rồi. Sư huynh, vậy cuối cùng mục đích hắn làm những cái này là gì? Đáp án đương nhiên là việc hắn tìm đồ. Nhạc Sùng, đại nhân cứu tiểu nhân, đại nhân cứu tại hạ. Cứu người sao? Cấu kết với người Kim, tham ô quân lương, với hai tội này ngươi đã đáng chết 10 lần rồi. Như vậy ai có thể cứu người chứ? Đại nhân, xin hãy cứu tiểu nhân. Người đâu? Lôi hắn xuống. Đại nhân, từ từ đã. Vụ này vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ, còn cần người này ở lại thẩm vấn. Ta làm việc từ lúc nào cần một hình tí nhỏ bé quản chứ? Kéo xuống đi. Rõ. Đại nhân, tại hạ không muốn chết đâu. Đại nhân, xin đại nhân tha mạng. Tống Từ, ngươi qua đây. Sư huynh, không được qua. Thẩm Cốc đại ca, ngươi từ lúc nào đã nghi ngờ ta? Vẫn luôn nghi ngờ cho tới lúc ngươi hiện thân. Ta đều không dám xác định. Một vụ án giống nhau như vậy là do hảo bằng hữu làm, hơn nữa còn là hung thủ ta truy tìm bấy lâu. Ngươi lâm vào cảnh ngục tù, ta không muốn hại chết ngươi đâu. Chỉ là ta không muốn người tiếp tục điều tra. Ta hiểu. Ta là người Kim, có nhiều chuyện ta bắt buộc phải làm bằng mọi giá. Hôm đó đã đi rồi, sao còn quay lại làm gì? Cẩn thận đó. Đây là những thứ mà ta học liên quan tới y pháp kỹ nghệ hoa cỏ, có tên
Quảng Thảo Chí. Lúc này chắc là có ích đối với ngươi. Hôm nay mai phục ở Tống Triều nhiều năm, vẫn luôn lấy hoa cỏ làm bạn. Thậm chí ta đã quên mất cái gì gọi là bằng hữu. Ta nói cậu nghe. Giết. Đại nhân, vụ án này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Tống Từ khẩn cầu tiếp tục điều tra. Hàn Gia Bạch. Dạ. Hàn Diệp Bạch, con phải nhớ lời hứa của con. Tiểu Bạch, đại thừa ngốc, sau này muội không thể bảo vệ quân được nữa. Sư phụ, sư huynh, hai người bảo trọng nha. Tiểu Bạch, sư phụ. Con, ngươi thật là rất giống nhau. Giống lão hủ khi còn trẻ, có phúc gặp qua lệnh tổ. Bây giờ nhìn thấy cháu trai, trong lòng thật sự cảm thấy có chút an ủi. Vụ án lần này cũng may có Nhạc Sùng đại nhân giúp đỡ trong âm thầm. Nếu không, không nhanh chóng giải quyết như vậy. Đúng rồi sư phụ, Nhạc đại nhân và Thẩm Cốc Quân rốt cuộc là muốn tìm cái gì? Bọn họ đang tìm chứng cứ phạm tội liên quan đến vận mệnh của Đại Tống ta. Chứng cứ sao? Là chứng cứ Tần Cối thông đồng với phản quân. Năm đó Tần Cối thông đồng với địch phản quốc, có thể tự do đi lại Kim Cảnh. Vì năm Thiên Huệ thứ 19, Tần Công lệnh được hoàng đế ban tặng một cái lệnh bài, mà cái lệnh bài này mà Tần Cối cấu kết mười mấy phong thư, tất cả đều ở trong tay quân báo quan Không Nhất Hành. Không lẽ người Kim Quốc muốn thứ đó sao? Đúng. Khâu lão quỷ đó luôn muốn trước khi chết làm rõ chuyện này. Khâu lão quỷ, rốt cuộc có chuyện gì? Có thật là chuyện tham ô hay không? Hiền huynh, ta, Khâu lão đệ, đệ và ta là kết giao nhiều năm. Nếu như đệ có chỗ nào cảm thấy oan khuất, ta thay đệ rửa oan cho đệ. Đa tạ huynh. Hiền huynh mời ngồi. Ta cũng bị ép đến bó tay. Chuyện này phải kể ra 40 năm trước. Năm đó Hàn Gia Quân
phụ trách chi viện Nhạc Gia Quân. Ta ở trong quân Hàn gia, đảm nhiệm chức báo quan quân sự. Chủ sự Lưu Kính quân y tìm ta, nói rằng trong quân xuất hiện dịch bệnh, kêu ta làm tấu chương để tâu lên triều đình, mong cầu phát quân lương và thuốc. Lúc đó ta bán tính bán nghi, nhưng với sự ép buộc của Lưu Kính, ta vẫn làm báo cáo đó. Lúc đó còn trẻ, không hiểu chuyện thế sự. Sau này mới biết dịch bệnh lúc đó chỉ là giả thôi. Tất cả thuốc và lương thực đều đã bị tham ô hết rồi. Ta tìm Lưu Kính, hắn lại cho ta một ít tiền, kêu ta không cần truy hỏi. Hiền huynh, lần đại chiến Phạt Kim đó, Lưu Kính lại tìm ta, để ta phối hợp làm liên kết nguồn. Nếu như ta không làm, sẽ nói ra chuyện năm xưa. Sau này ta mới biết, hắn muốn tìm ta để mà du quan giá họa. Đệ đó, đệ cũng nhát gan lắm. Lão yêu quỷ yếu đuối, sao đệ lại hồ đồ như vậy chứ? Cái hộp đó ở đâu? Đúng rồi, cái hộp đó. Cái hộp đó ở ngay đây. Cái hộp đó giờ ở đâu? Ngươi qua đây. Tống Từ. Sư phụ. Tống Từ, con có còn nhớ lời của di sư dạy không? Ngục sư mạc trọng ư đại bách, sơ tình trọng ư kiểm nghiệm. Đừng quên sơ tâm, vĩnh viễn đừng để chân tướng bị chôn vùi. Tốt lắm, hãy nhớ lấy. Nhớ lấy. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Quyển sách này ngươi cầm lấy đi. Trong sách có rất nhiều buộc tội quan, đợi ngươi lật án rồi tra. Đây là đại công trình đó. Đi đi. Đi đâu? Đi làm một việc quan trọng. Sau này có dự định gì không? Sao vậy? Không nỡ sao? Lâm An Thành đợi cậu. Tổng ty địa hình đại nhân gặp ở Lâm An. Đợi đã. Đại nhân, ta
Cho con thời gian nửa nén hương đó. Đi. Tiểu Bạch, vụ án giải quyết sao rồi? Giải quyết xong rồi. Đưa tay ra đây. Làm gì? Cứ bỏ tay ra đây. Ở đây có 11.203 ngân lượng, là lương bổng 4 tháng 9 ngày của ta. Trước đây muội nói muốn đảm bảo an toàn của ta, ta coi là thật đó. Tiền này coi như là đặt cọc với muội. Ta muốn thuê muội cả đời. Đại tướng ngốc, số tiền này làm sao mà đủ chứ, phải gấp đôi. Ta là thanh quan đó. Hoàng thượng, chiến sự tiền phương mật báo, trẫm đã không chịu được.